yêu cho anh một tin đường. Ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng. Yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh. Bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi. Yêu thương tràn muôn đời. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh. Bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi. Yêu thương tràn muôn đời. Bây giờ cô dâu và chú rể nâng ly rượu của mình đi ạ. Nhận cưới thì trao vào tay trái, nhưng mà ly rượu là phải bàn tay phải bước ra giữa xung tâm hạnh phúc. Vâng. Vòng tay phải qua nhau đi ạ. Tay phải đâu ạ? Cái tay bắt lấy cái tay và túm lấy cái tay. Quý vị ơi, cảm động vào ạ. Cho một tràng vỗ tay. Cho một tràng vỗ tay tập cho đồng kia. Vâng. Bình tĩnh. Quý vị vừa rồi trong một khoảnh khắc đó ạ. Thời gian rất ngắn 5 phút thôi, nhưng cũng đủ để cho cô dâu và chú rể cảm nhận được đó là của tình yêu đích thực. Mà thật sự hôm nay chỉ có tình yêu đích thực mới có đôi bàn tay để nắm lại với nhau và vòng tay qua nhau để tạo ra một không khí mà quý vị các bạn chúng ta, những chàng trai và những cô gái họ chưa yêu, đang yêu thì người ta rất muốn được cái đỉnh cao vinh quang nhất của cuộc đời, đó là chinh phục được trái tim. Chú rể nhà tôi tối ngày hôm qua nói với MC bảo là có phải hôn nhau không? Vâng, kính thưa quý vị. Thì bây giờ người làm chương trình chúng tôi bây giờ không biết thế nào cả. Theo ý kiến của quý cô ông cụ bà trong nhà thì bảo là hôn nhau, phải không ạ? Nhưng các cháu thiếu niên nhi đồng đứng ở trước trung tâm hạnh phúc thì bảo là cô dâu và chú rể ấy thơm nhau một cái. Mà được sự đồng ý của đại gia đình nhỏ nhà gái cũng như gia đình nhỏ nhà trai, và những chàng trai và những cô gái họ bắt đầu chuẩn bị bước vào yêu, bảo là cô dâu và chú rể hãy hôn nhau một cái. Vâng, nhưng kính thưa quý vị, người ta thường nói rằng tình yêu đâu chỉ có hoa thơm và trái ngọt, cuộc đời còn có cả những nụ hôn. Và người làm chương trình như tôi và tất cả các nhà kính khoa học sẽ có trách nhiệm ghi lại 24 hình trên giây và cả tiếng cả hình phát sóng vào lúc 1:30 tối ngày hôm nay. Quý vị các bạn chúng ta nhanh tay bật tivi thì xem trước, mà người bật sau là không thể xem được bởi vì khoảnh khắc nó rất ngắn thôi, phải không cô dâu chú rể? Vâng, chân thành cảm ơn. Nhưng cô dâu thì bảo là anh Trần Lực ơi, em sẽ là biển xanh để em làm cát rắn, anh sẽ là biển rồng để hôn mãi cát vàng em. Hôn thì thật nhẹ thật êm, hôn êm đềm mãi mãi, hôn đi rồi hôn lại, đến tan cả đất trời anh mới thôi rào rạt. Có những lúc ảo ạt sống lại muốn ôm bờ, ôi tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên. Quý vị thấy không, cô đâu mà chú rể nhà tôi đứng rất yên đó ạ. Nhưng bây giờ trước khi khẳng định, để mà quý vị các bạn chúng ta, để cô dâu và chú rể một ấn tượng thật sâu lắng, mà chú rể thì cũng bảo là nắng gắt môi khô miệng khát khao, dừng chân nóng mát dưới bóng đào, em ngồi vắt vẻo trên cao ấy quẳng xuống cho anh một cây đào. Em ngó kia thấy đào rất giống má em, kề môi anh định đem ra cắn nhưng sợ em đau phải nhìn thèm. Chúng tôi thân thật kính mời cô dâu và chú rể hãy trở về trung tâm hạnh phúc của mình. Và quý vị, đó là chiếc cây nắng tình yêu. Và ngày làm chương trình chúng tôi cũng xin thông báo để tất cả quý anh chị em và các bạn, đặc biệt hơn nữa đó là tình cảm mà được ghi